Hello, today we will unit 11. What do you eat? Session B at the canteen. Cô chào các em. Hôm nay các em học bài 11. Tiếp tục phần B nhé. B2. Listen and repeat. Then practice the dialogue with the partner. Before we listen to the dialogue, we learn some vocabulary and structures. Let's begin. Trước khi nghe bài hội thoại, thì các em sẽ học một số từ vựng và cấu trúc câu nhé. Now, look at the picture. Sandwich. Sandwich. Bánh sandwich. Bánh sandwich. Glass. Glass, ly, cốc. Lemon juice, nước chanh. Lemon juice, nước chanh. 2,000 đồng, 2,000 đồng. 2,000 đồng, 2,000 đồng. Structure. Trước khi nói về cấu trúc này, cô muốn nhắc lại cho các em nhớ ở bài trước chúng ta đã học how many và how much có nghĩa là bao nhiêu. Nhưng hôm nay các em sẽ được học kỹ về cấu trúc câu là how much. So how much là động từ to be, is hoặc là are, rồi đến chủ ngữ. Có nghĩa là muốn hỏi về giá bao nhiêu hay bao nhiêu tiền. Và câu trả lời, nếu chủ ngữ là số ít thì ta dùng it is và theo sau là giá tiền. Ngược lại, nếu chủ ngữ ở số nhiều thì ta dùng they are, theo sau là giá tiền. Now, listen and repeat after me. Sandwich. Sandwich. Glass. Glass. Lemon juice. Lemon juice. 2,000 đồng. 2,000 đồng. There are two people, the seller and Lan. Lan wants to buy some things. Có hai người, cô bán hàng và bạn Lan đang trao đổi về việc mua bán. Vậy bạn Lan muốn mua thứ gì? Các em lắng nghe bài hội thoại nhé. Now, you listen to the dialogue. You listen to the dialogue the first time. Now, let's begin. B. At the canteen. 2. Listen and repeat. Then, practice the dialogue with a partner. Can I help you? Yes. I'd like a sandwich and a glass of lemon juice, please. Here you are. Thanks. How much are they? 2,500 dong. Thank you. You repeat in the second time. Bây giờ thì các em nghe bài hội thoại một lần nữa và các em lặp lại theo máy nhé. At the canteen. 2. Listen and repeat. Then, practice the dialogue with a partner. Can I help you? Yes. I'd like a sandwich and a glass of lemon juice, please. Here you are. Thanks. How much are they? 2,500 dong. Thank you. Các em vừa thực hành xong bài hội thoại và nhớ ở nhà thực hành nhiều lần với mọi người trong gia đình của mình nhé. Now, continue B5. Chúng ta tiếp tục qua phần trước, B5. Listen and read, then ask and answer with a partner. Use how much is.
Now, look at the picture. Giờ thì các em nhìn vào tranh. Chúng ta sẽ học thêm một số từ vựng về thức ăn và thức uống. Menu. Menu có nghĩa là thực đơn. Menu, thực đơn thì gồm có thức ăn và thức uống và có giá tiền của từng loại trong thực đơn nè. A fine price. Một dĩa cơm chiên. A bowl of noodles. Một tô mì. A sandwich. Một cái bánh sandwich. A cake. Một cái bánh ngọt. An orange juice. Một hộp nước cam ép. An ice cream. Một cây kem. A lemon juice. Một ly nước chanh. Now, repeat after me. Menu. A fried rice. A bowl of noodles. A sandwich. A cake. An orange juice. An ice cream. A lemon juice. You listen to menu the first time. Listen and read. Then ask and answer with the partner. Use how much is at the canteen? A fried rice is 2,500 dong. A bowl of noodles is 3,000 dong. A sandwich is 1,500 dong. A cake is 500 dong. An orange juice is 1,800 dong. A lemon juice is 1,000 dong. An ice cream is 2,000 dong. You repeat the second time. Bây giờ thì các em sẽ lặp lại sau khi nghe nhé. 5. Listen and read. Then ask and answer with the partner. Use how much is at the canteen? A fried rice is 2,500 dong. A bowl of noodles is 3,000 dong. A sandwich is 1,500 dong. A cake is 500 dong. An orange juice is 1,800 dong. A lemon juice is 1,000 dong. An ice cream is 2,000 dong. Now ask and answer with the partner. Các em hỏi và trả lời với bạn cùng học nhé. Nhớ sử dụng các câu sau. How much is? Để dễ dàng thực hành, cô sẽ ví dụ cho các em xem nhé. For example, how much is a fried rice? It is 2,500 dong.
Giờ thì các em sẽ luyện tập tiếp theo các phần còn lại nha. Để nhớ lại các từ mà các em đã được học ở các bài trước, cô sẽ cho các em một bài tập nhỏ này nhé. Cách làm bài tập này như sau. Các em sắp xếp lại các từ vào cột food là thức ăn, hay là cột drink là thức uống, cho đúng nghĩa từ nhé. Các em sẽ làm phần này trong khoảng 1 đến 2 phút. Nào, let's begin. Chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ đưa đáp án cho các em xem nha. Food là mình có các từ sau: beef, rice, ice cream, chicken, fish, potato, carrot, cake, sandwich, banana, vegetables, noodles. Về thức uống drink, chúng ta có các từ sau: lemonade, orange juice, coke, milk, tea, sugar, coffee. Nhìn vào đáp án, các em xem mình có làm giống đáp án chưa? Nếu đúng là các em rất thuộc bài rồi đó. Qua bài học này, các em biết đi mua một số thức ăn và thức uống và biết được cách hỏi và đáp về giá tiền của các món hàng mà mình muốn mua. Và bây giờ đến phần dặn dò homework. Learn by heart the vocabulary and structure. Practice the dialogue again. Prepare grammar practice. Các em nhớ về nhà học thuộc lòng các từ vựng và cấu trúc câu nhé. Rồi sau đó các em về nhà thực hành nhiều lần bài hội thoại. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị
là làm cái phần grammar practice năm trước ở nhà, ở trang 122 và 123. Tiếp tới chúng ta sẽ học phần này. Cô rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các em ở bài giảng này. Một lần nữa cô chào các em. Goodbye.